Mà ồn thế nhỉ? Ở đâu phát nhạc ấy nhỉ? Ở đâu phát nhạc mà ồn thật đấy? Thế này thì làm sao mà ngủ được? Thế này thì ngủ ngon rồi. Ôi tiếng mưa rơi à? Ôi tiếng sóng biển à? Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Dương Dê. Thực ra ấy, là cái đoạn đầu video đấy mình làm như thế cho nó vui vẻ một chút thôi chứ. Nhiều bạn nói là anh Dương anh khô khan quá, suốt ngày anh nghiêm túc quá thì không biết là nếu mà anh đùa vui thì nó sẽ như thế nào. Đấy thì nó sẽ như vừa rồi. Và cái đoạn đầu video mình demo cho bạn biết được là có thể một ngày nào đó ở nhà của chúng ta bị cái hiện tượng bị ô nhiễm tiếng ồn chẳng hạn, như hàng xóm người ta mở nhạc quá to này, hay là ví dụ như khi chúng ta đi một cái chuyến đi xe đường dài, ông tài xế ông ấy mở nhạc lên to quá, hay là những người ta xung quanh người ta nói chuyện khiến chúng ta khó chịu, chúng ta không thể ngủ được. Hay đơn giản nhà bạn có con nhỏ đi, chúng ta đã khó ngủ rồi nhưng mà con nó cứ quấy khóc các thứ, hay là con nó cứ nghịch ngợm ở ngoài, nó rủ bạn nó đến chơi, xong mình cũng đang mệt, mình đang buồn ngủ, muốn nằm nghỉ ngơi khoảng 15-20 phút một tí thì cũng rất là khó, đúng không nào? Đấy, thế thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến cho bạn một cái sản phẩm rất đặc biệt. Cái mẫu tai nghe đến từ Bose. Đây là Bose SleepBuds 2. Đấy. Và đây là một cái mẫu tai nghe nó đặc biệt đến mức độ là nó không dành để chúng ta nghe nhạc, mà nó dành để đeo, chúng ta đeo vào chúng ta ngủ các bạn ạ. Cái tai nghe này thì nó thiết kế cho người có vấn đề với giấc ngủ đấy, ví dụ như là khó ngủ do tiếng ồn ở bên ngoài, hoặc là khó ngủ do tâm trạng căng thẳng này. Đấy, ví dụ như là với bản thân mình chẳng hạn, mình khó ngủ chẳng hạn, mình có thể đeo cái mẫu tai nghe này vào để ngủ bình thường. Cách thiết kế thì mình thấy là rất là nhỏ gọn luôn, dễ cầm nắm, dễ cho vào túi sách hay các thứ. Và mở ra này các bạn nhìn này, trượt, rất nhanh luôn. Các bạn thấy không? Đấy, và khi mà mình đeo cái mẫu tai nghe này lên trên tai này thì phải nói thật với các bạn chứ, là nó chống ồn rất tốt, nó có thể cách âm được với cả cái môi trường ở xung quanh. Đấy, nếu mà các bạn muốn yên tĩnh thì các bạn cũng có thể đeo cái những nút tai này vào đấy, để không nghe thấy gì cả bên ngoài. Đấy, để cho nó yên tĩnh hơn. Đấy, và cái nút tai này thì nó cực kỳ mềm mại, chúng ta đeo cả đêm chúng ta không sợ bị đau tai đâu. Nếu mà chúng ta đeo những mẫu tai nghe bình thường nghe nhạc ấy thì chắc chắn là chúng ta sẽ bị đau tai nếu chúng ta nghe nhạc xuyên đêm. Đấy, nhưng mà đeo những mẫu tai nghe như này chúng ta sẽ không sợ bị đau tai. Hình dáng của đệm silicone ở nút tai nó sẽ giúp chặn bớt một số những cái tần số âm thanh ở bên ngoài. Với những tần số có khả năng xuyên âm cao, và nó sẽ dùng những bài nhạc có tần số đối nghịch để mà chặn lại, giúp hạn chế tiếng ồn đến tai của các bạn và giúp các bạn dễ ngủ hơn. Nhưng mà cái hay của nó ở đây là gì? Đấy là nó sẽ nghe được một số những cái bài nhạc đặc biệt ở đây. Đây, ví dụ ở đây nhá, các bạn nhìn này, mình mở lên này. Đấy, thì ở bên trong này nó phát ra những tiếng sóng biển để chúng ta có thể du dương vào trong cái bài tiếng sóng biển đó. Tất nhiên nó không phải bài hát, nó chỉ là nhạc không thôi. Đấy, để chúng ta có thể đắm chìm vào giấc ngủ một cách dễ dàng hơn, hoặc là dễ ngủ hơn. Đấy, rồi, hay là nó cũng có cả giả lập cả tiếng mưa nữa này, các bạn nhìn thấy không? Cả tiếng mưa nữa nhá. Và chúng ta có rất nhiều các cái âm thanh ở bên trong này, đây, chúng ta có thể tùy chọn được, các bạn nhìn thấy không ạ? Đấy, nhạc ấy thì mình thấy là được thiết kế tương ứng với hai yếu tố gây mất ngủ ở trên. Đấy, ví dụ như là trường hợp đầu tiên là trường hợp bạn khó ngủ do tiếng ồn ở bên ngoài đi, thì cái tai nghe này nó sẽ tối ưu khả năng chống ồn. Trường hợp thứ hai đó là các bạn khó ngủ do tâm trạng căng thẳng này, stress ấy, thì dựa vào các nghiên cứu khoa học, Bose đã tạo ra những cái bài nhạc mà có những tần số âm thanh phù hợp khiến cho não bộ giảm bớt căng thẳng và giúp cho người dùng dễ ngủ hơn. Đấy là cái điểm mà mình thấy ưng ý ở trên cái mẫu tai nghe này. Một cái mẫu tai nghe mà thực sự là mình có rất ít điều để nói về nó, nhưng mà có một số những điều mà mình cảm thấy như sau này. Đeo lên thì rất là nhẹ nhàng, rất vừa tai, ngủ cả đêm không sợ bị đau tai. Đấy, cực kỳ nhẹ nhàng luôn. Và chúng ta có thể nghe được những cái bài hát thư giãn. Đấy, chủ yếu là chúng ta đi thư giãn.
cái mẫu tai nghe này nó sẽ phù hợp với chúng ta trong những cái điều kiện như thế nào đấy, giống như ở đầu video mình đã nói đấy, ví dụ như bạn đêm bạn khó ngủ này, hay là nhà hàng xóm bật nhạc lên bạn cũng khó ngủ này, hay trên tầng nó khoan đục này cũng khó ngủ này, con cái nó gây ra ồn ào cũng khó ngủ, hay là ví dụ như nhà mình khi mà đi về quê chẳng hạn, về quê vợ mình ở Hà Tĩnh chẳng hạn, ngồi trên xe ô tô khoảng 8 tiếng đồng hồ thì mình muốn nằm ngủ, vì mình bắt xe về quê vợ là toàn bắt xe vào tầm ban đêm thôi. Đấy thì lên xe được hầu hết chỉ để ngủ thôi, nhưng mình chả nghe nhạc làm gì, cũng chả xem TV hay chả xem phim làm gì cả. Mình chỉ có đeo tai nghe vào để mà cho nó dễ ngủ thôi, thì mình có thể sử dụng cái tai nghe này trong rất là nhiều những trường hợp luôn. Hay là ví dụ như đi du lịch, đi xa, đi lên Sapa, thì trong cái quãng đường trống đấy thì mình cũng chỉ muốn ngủ để lên Sapa cho nó đỡ mệt đúng nào, chứ không thức suốt cả quãng đường thì lên đấy nó mệt lắm. Đấy thì đeo những mẫu tai nghe này nó sẽ phù hợp trong những cái điều kiện đó. Đấy, hay là những bạn nào mà chúng ta hay gặp phải những tình trạng mà khó ngủ hay mất ngủ ấy, chúng ta có thể mua những cái sản phẩm như này. Đấy, thiết kế thì bằng nhôm nhé các bạn nhé, bằng nhôm. Đấy, bằng kim loại. Và tất cả những thông tin về cái sản phẩm này thì mình đã để ngay phía dưới phần mô tả video này rồi, các bạn có thể xem qua. Đấy, sạc thì sẽ là cổng sạc USB Type-C. Và đây là cái hộp của nó đây các bạn nhé. Đấy, cái hộp của nó đây. Để mình xem bên trong hộp nó sẽ có những cái gì nào. Đây, bên trong hộp chúng ta sẽ có một cái sợi cáp chuẩn USB Type-C để chúng ta có thể sạc được này. Đấy, chúng ta sẽ có thêm các cái tùy chọn nút tai đây. Đấy, chúng ta sẽ có thêm hai cái tùy chọn nút tai nữa. Những nút tai này thì sẽ không dành cho mọi người sử dụng. Đấy, và nó sẽ khuyên dùng cho những người có vấn đề với giấc ngủ. Đấy, chúng ta sẽ sử dụng nút tai để dễ ngủ hơn này, ngủ ngon hơn và đảm bảo cho sức khỏe của chúng ta. Đấy, rồi chúng ta sẽ có cả sách hướng dẫn sử dụng ở đây nữa nhé các bạn nhé. Ở bên trong cái ứng dụng ở bên trong máy này của mình này thì nó sẽ có tất cả là 40 bài nhạc để các bạn có thể mở lên được. Đấy, về cái thời lượng pin của cái mẫu tai nghe này thì nó có thể nghe được liên tục trong khoảng 10 tiếng đồng hồ. 10 tiếng đồng hồ là mình thấy là đủ dài cho một giấc ngủ rồi. Và sử dụng đắp sạc này thì chúng ta có thể sử dụng được khoảng 3 lần. Đấy. Và thêm một điểm nữa đấy là nếu mà cái nhạc ở bên trong này nó thư giãn quá và chúng ta ngủ lâu quá thì sao? Thì các bạn cứ yên tâm, nó có chế độ báo thức lên luôn. Đấy, nó có cả chế độ báo thức đối với cả cái tai nghe này. Và cái báo thức của nó thì rất là nhẹ nhàng, nó cứ từ 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 nó gọi chúng ta dậy thôi, chứ nó không phải là đùng một phát lên khiến chúng ta giật mình chúng ta dậy đâu. Đấy, đấy là cái sự tinh tế của một cái thiết bị theo cái dạng luxury như thế này. Đấy, mình thấy nói chung là về cơ bản là khá thú vị đấy, nhưng mình nói luôn đấy là cái mẫu này thì nó không dành cho đại đa số người dùng. Đấy, nó sẽ dành cho một số những người đặc biệt thôi. Ví dụ như với bản thân mình thì mình thấy là mình cần những cái thiết bị như thế này.